Tại hội nghị thượng đỉnh Ban Căng ngày 27 tháng 8 tại Viên, Áo, các nước thành viên đã phải gọi khủng hoảng nhập cư là thảm họa nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai và kêu gọi châu Âu phải hành động cụ thể. Hiện các nước Tây Ban Căng đang trở thành tuyến đường chính với hàng ngàn người tị nạn và nhập cư trái phép vào các nước này mỗi ngày. Trước tình hình đó, mỗi quốc gia đang chịu áp lực quá tải số người nhập cư, tị nạn, đã tự có cơ chế để đối phó, nhưng các giải pháp lại xung đột với nhau và khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Và thảm kịch vừa diễn ra tại Áo đang thực sự là hồi chuông cảnh báo, thúc giục các nước EU phải sớm tìm ra kế hoạch hành động chung trước khi cuộc khủng hoảng này vượt qua tầm kiểm soát. Hôm nay là một ngày đen tối và chúng ta tưởng niệm tới các nạn nhân, gia đình và người thân của họ. Thảm kịch này đã tác động mạnh mẽ đến tất cả chúng ta ở mọi khía cạnh và chúng ta đều có thể thấy rằng nạn buôn người là hành vi tội ác không thể tha thứ được. Những người tị nạn thiệt mạng ngày hôm nay đã mong muốn có một cuộc sống yên bình hơn khi bỏ chạy khỏi quê hương mình. Nhưng thay vào đó, họ lại bỏ mạng trong tay của những kẻ buôn người. Bruxelles sẽ xem xét lại tình hình trong những tuần tới nhằm chia sẻ gánh nặng này giữa các nước thành viên. Chúng ta sẽ có hạn ngạch mới về người nhập cư và tôi hy vọng thảm kịch vừa qua sẽ là động lực để các nước thành viên thông qua hạn ngạch này. Thảm kịch này cảnh báo chúng ta cần sớm giải quyết vấn đề người nhập cư trên tinh thần đoàn kết và đồng lòng tìm ra một phương án thống nhất. Hiện có hàng ngàn người nhập cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải mà thi thể của họ có lẽ chẳng bao giờ được tìm thấy. Nhưng đáng thất vọng là chẳng có ai chú ý tới điều đó. Chúng tôi dự đoán con số người nhập cư có thể tăng lên 3.000 người mỗi ngày. Đây rõ ràng là con số đáng giật mình với tất cả mọi người. Và vì thế, chúng tôi yêu cầu chính phủ của các nước liên quan cần tiến hành các biện pháp nhân đạo khi kiểm soát người nhập cư tại biên giới và quan trọng hơn là phải phù hợp luật pháp quốc tế.